Israel và nhóm Hồi giáo vũ trang Jihad đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 13 tháng 5. Đây là một tín hiệu tích cực sau nhiều ngày diễn ra giao tranh căng thẳng tại giải Gaza. Theo Reuters, thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian giữa Israel và nhóm Hồi giáo vũ trang Jihad ở Palestine đã chính thức có hiệu lực vào 22 giờ ngày 13 tháng 5, tức 2 giờ ngày 14 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Lệnh ngừng bắn được kỳ vọng sẽ chấm dứt xung đột kéo dài giữa hai bên kể từ năm 2021 cho tới nay. Cả hai bên sẽ phải tuân thủ đúng theo lệnh ngừng bắn mới, bao gồm việc chấm dứt mục tiêu tấn công vào dân thường, phá dỡ hạ tầng dân sinh. Kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực, nhiều người dân Palestine đã tràn xuống các đường phố ở Gaza để ăn mừng, thể hiện sự hoan nghênh đối với thỏa thuận mới này. Lệnh ngừng bắn sẽ chấm dứt việc nhà cửa bị tàn phá. Hơn thế nữa, chúng tôi mong muốn sẽ có một thỏa thuận đình chiến được xây dựng trên cơ sở tốt đẹp. Giới chức Israel gửi lời cảm ơn Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi những nỗ lực của Cairo trong những nỗ lực thiết lập hòa bình chung. Trong khi đó, đại diện nhóm Hồi giáo vũ trang Jihad của Palestine cũng xác nhận thỏa thuận trên.